keto diet, nghĩa là chế độ dinh dưỡng keto. Đây là một trong những chế độ dinh dưỡng nó giúp cho việc đốt mỡ lẹ nhất, giảm cân nhanh nhất. Xin chào các bạn, ngày hôm nay mình sẽ nói về một chủ đề về dinh dưỡng, đó là keto diet hay là chế độ dinh dưỡng keto. Thì chế độ dinh dưỡng keto là gì, cách mình áp dụng nó như thế nào và mình sẽ có những tác dụng gì trong cái quá trình mình áp dụng chế độ dinh dưỡng này, thì ngày hôm nay Chris sẽ chia sẻ hết với tất cả mọi người về chủ đề này. Thật ra với chế độ dinh dưỡng keto nghĩa là mình sẽ ăn ít tinh bột lại và nhiều chất béo lên. Vậy để mình so sánh với chế độ keto thì ở đây mình sẽ có là chế độ dinh trung bình của một người một ngày á, thông thường mình mọi người sẽ thấy đó là 60% đó là tinh bột nè, 20% là đạm và 20% là chất béo. Thông thường đây là một chế độ ăn thông thường của một người. Nhưng khi mình bước qua chế độ keto thì mình chỉ có ăn khoảng 5% là tinh bột thôi, 25% là đạm và 70% là chất béo. Và cái lượng tinh bột này nó được nằm ở trong mức là khoảng 50g tinh bột trên một ngày là maximum. Đồng nghĩa ví dụ như mỗi một ngày ăn 2000 calorie thì mình sẽ có, mình tính ra với 5% tinh bột là nó là 25g và 125g đạm và 155g chất béo. Các hoạt động của chế độ dinh dưỡng keto là như thế nào? Nghĩa là cơ thể của mình nó luôn luôn sử dụng đó là chính glycogen để cho cái quá trình đốt tạo ra năng lượng. Thì khi mình ăn ít cái tinh bột lại thì trên cơ thể của mình cái glycogen của mình nó sẽ bắt đầu cạn kiệt lại. Thì lúc đó cơ thể của mình nó sẽ xảy ra một tình trạng đó là ketosis. Nên đó lý do tại sao mọi người sẽ thấy đây là cái chế độ dinh dưỡng gọi là keto. Khi cơ thể của mình rơi vào tình trạng thái ketosis thì nó bắt cơ thể của mình sẽ bắt đầu lấy mỡ ra làm năng lượng cho cái quá trình tạo ra năng lượng giúp cho cơ thể của mình hoạt động. Thì với khi mình bắt đầu chế độ dinh dưỡng này ở vào khoảng ngày thứ 2, thứ 3 là cơ thể nó sẽ rơi vào tình trạng ketosis này rồi. Và não bộ của mình cũng bắt đầu lấy năng lượng từ mỡ ra để làm cho năng lượng cho não. Mọi người thường nghe não sử dụng tinh bột để làm năng lượng, nhưng khi cơ thể rơi vào trạng thái ketosis thì não bộ cũng phải sử dụng mỡ để làm năng lượng. Và cái lợi ích khi mình sử dụng cái chế độ ketosis đó là gì? Cái lợi ích đầu tiên á là cái việc là giảm cân. Khi mình áp dụng chế độ keto này, cân nặng của mình sẽ giảm xuống rất là nhanh. Bởi vì tại sao? Bởi vì khi mình ăn tinh bột, nước nó được giữ trữ lại trên cơ và cơ quan nội tạng của mình. Vì vậy khi mình áp dụng chế độ keto, lượng nước trên cơ thể của mình sẽ mất, đồng thời cân nặng của mình sẽ giảm xuống rất là lẹ. Và thứ hai, cái lợi thứ hai đó là giảm mỡ. Giống như lúc đầu mình đã bắt đầu nói là khi cơ thể của mình rơi vào tình trạng là ketosis thì nó bắt đầu lấy mỡ ra làm năng lượng. Nên vì vậy cơ thể của mình sẽ đốt và giảm cái lượng mỡ xuống, hay là lấy ra mỡ ra làm năng lượng và đốt mỡ. Và cái lợi ích thứ ba của cái chế độ dinh dưỡng keto này đó chính là mình giảm cholesterol trong máu, hay còn gọi là giảm mỡ máu. Những người nào có tỷ lệ mỡ máu cao thì khi áp dụng chế độ dinh dưỡng này nó sẽ giúp cho việc giảm cái lượng mỡ trong máu xuống, là nó giúp cho việc giảm cái LDL có nghĩa là cholesterol xấu và tăng cái HDL có nghĩa là cholesterol tốt. Bất kỳ một chế độ dinh dưỡng nào nó sẽ cũng có tác dụng phụ, thì chế độ dinh dưỡng keto diet này nó cũng sẽ có tác dụng phụ. Thứ nhất đó chính là mình có cảm giác mệt mỏi và thiếu năng lượng. Trong những ngày đầu tiên khi mình áp dụng chế độ ketosis này, cơ thể của mình nó sẽ lấy mỡ làm năng lượng, nên đó lý do tại sao mình sẽ cảm thấy là mệt mỏi và thiếu năng lượng trong cái quá trình trong những ngày đầu tiên này. Nhưng sau khoảng từ 5 cho tới 7 ngày thì cơ thể của mình nó sẽ quen với điều đó và mình sẽ cái dấu hiệu của việc mệt mỏi thiếu năng lượng nó bắt đầu nó không còn nữa, hoặc là nó giảm bớt đi. Tác dụng thứ hai đó là làm cho cơ thể của mình bị táo bón. Bởi vì chế độ dinh dưỡng này mình ăn ít tinh bột nên vì vậy cái lượng chất xơ cho cơ thể của mình nó cũng sẽ thấp, nên vì vậy những ngày đầu tiên một số cá nhân thì hay bị táo bón. Thì để giải quyết tình trạng này thì mình sử dụng 5% cái lượng tinh bột ở đây để mình ăn rau. Nếu như mình tính ra 25g tinh bột ở đây thì mình nó tương ứng với khoảng chừng từ 400 đến 500g rau, thì mọi người có thể bổ sung cái lượng rau để tránh tình trạng táo bón. Và một điều nữa là khi cơ thể rơi vào tình trạng ketosis, hơi thở của mình sẽ có mùi. Mùi đây là mùi metan. Đây là một điều hoàn toàn tự nhiên. Và một vấn đề tiếp theo nữa đó là khi mình áp dụng chế độ ketosis, cái hiệu suất hoạt động thể chất của mình bắt đầu giảm xuống. Mà tất nhiên rồi, hiển nhiên, nghĩa là
cơ thể của mình khi đốt đường làm năng lượng hay là đốt glycogen làm năng lượng, nó sẽ tạo ra, nó sẽ sinh ra cái hiệu suất hoạt động cực kỳ tốt. Nhưng khi mình sử dụng chất béo làm năng lượng thì cái hiệu suất hoạt động của mình giảm xuống, nó có thể là giảm sức sức mạnh này, giảm sức nhanh, thậm chí là giảm sức bền luôn. Nên vì vậy mình không nên quá lo lắng khi mà cái hoạt động thể chất của mình nó bị giảm sút, bởi vì đây là một trong những cái tác dụng phụ của chế độ keto diet này. Phần tiếp theo thì mình sẽ muốn chia sẻ là những cá nhân không nên áp dụng chế độ keto này. Thì mọi người cũng thấy là đầu tiên là những cá nhân bị bệnh tiểu đường hay là bất kỳ một bệnh lý nào, trước khi các bạn áp dụng một chế độ dinh dưỡng mới, mọi người cần nên hỏi qua bác sĩ hoặc là các chuyên gia dinh dưỡng. Và tiếp theo là mình sẽ có là những khách hàng hay là những người đang điều trị các chứng bệnh như huyết áp hay là tim mạch thì cũng nên tránh chế độ này. Và cái cuối cùng đó là những bà mẹ đang cho con bú thì không nên áp dụng chế độ keto diet này, bởi vì nó sẽ thiếu một số chất giúp cho cái việc phát triển của trẻ. Đây là phần chia sẻ của Fred về chế độ keto diet này. Nếu như mọi người có thắc mắc thì có thể để lại comment phía bên dưới hoặc gửi email cho Fred. Fred sẽ trả lời sớm nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.